Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn tự ôn thi CPA lý thuyết môn kế toán của website tự ôn thi.com Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chủ đề Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Trong thực tế thì chắc là ai trong chúng ta cũng đã từng lập báo cáo tài chính rồi Tuy nhiên thì chúng ta thường sử dụng mẫu sẵn có trong quy định hoặc là sử dụng phần mềm kế toán Vậy đã bao giờ các bạn tự hỏi là tại sao cái bảng cân đối kế toán lại phải trình bày theo cái mẫu như thế này? Tại sao báo cáo kết quả động kinh doanh lại bao gồm các chỉ tiêu như kia? Hay là có thể thay đổi cái thứ tự trình bày các cái chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hay không? Thì cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ giải đáp những cái câu hỏi này. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau làm rõ bốn nội dung của chủ đề. Thứ nhất đó là nguyên tắc chung trình bày báo cáo tài chính. Thứ hai là nguyên tắc lập các cái chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán. Thứ ba là nguyên tắc lập các cái chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và cuối cùng là nguyên tắc lập các cái chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các bạn lưu ý rằng là đề thi môn kế toán trong vài năm trở lại đây thì thường xuyên tập trung vào các cái tình huống mà yêu cầu chúng ta phải lập và trình bày các cái chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Do vậy đây là một cái chủ đề rất là quan trọng trong cái đề thi của môn kế toán. Sau đây chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu các cái nội dung này.